Xin kính chào toàn thể quý vị, chị yêu và đam mê lan khắp mọi nơi Trung Quốc. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021. Nhà vườn em là có địa chỉ là tại thôn Tù Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0972197255. Facebook của em cũng là đó. Thì hôm nay là buổi chiều tối. Em quay vào buổi tối nhé các bác nhé. Tối ngày 19 tháng 12 em lên là 23 đơn hàng để giới thiệu và chia sẻ và cho các bác tham khảo lựa chọn cho các bác là những mặt hàng con giống hoa lan đẹp nhất, ưng ý nhất. Đó. Gồm có mặt hàng như là 5 cánh trắng Phú Thọ này, 5 cánh trắng HO này. Đó. Rồi là 5 cánh trắng Chư Mô Rây này, 5 cánh trắng Đại Tướng này, 5 cánh trắng Hà Tĩnh này và lá kỳ sọc phát tài. Lá kỳ sọc phát tài. Ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, 5 cánh xanh Phú Thọ và ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Đó. Tất cả mặt hàng nhé em bán hàng chuẩn mặt hoa, chuẩn con giống, chuẩn vùng miền. Đó. Địa chỉ em rõ ràng. Đấy. Bác nào mà gần thì có thể là tới nhà vườn em giao lưu với em nhé. Đó. Thì sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em xin đi vào chi tiết từ đơn hàng. Trước tiên đi vào chi tiết từ đơn hàng thì cũng có kính mong quý anh chị xem xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nha. Đó, mặt hàng đầu tiên nha. Đây là hai cái thân ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Gồm mỗi thân là 40 sen. Và những cây này năm nay là nó sẽ cho hoa trong năm nay. Các bác nhá. Đó, tuy nhiên là em cũng nói luôn là cây này em lấy đi giao lưu về. Đó, nhà em thì chậu to lắm, không. Đây các bác nhìn cái chậu này là chậu ám mắt châu nha em này. Đấy, nó to khủng lắm nhưng mà em không có hàng nhỏ. Đó, thì em sưu tầm về em chia sẻ cho các bác này. Đó, thì cái này nó là mặt là hàng ám mắt châu lưng xanh gì. Cái này nó có lá kỳ mờ các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn này nó là lá kỳ mờ đấy. Đấy, thế nhưng mà cái gì thì là cái ra cái đấy như ám mắt châu có thể ra lá kỳ mờ này. Rồi là năm cánh trắng mắt mờ Hải Dương thì lá nó cũng kỳ mờ mờ như này. Rất nhiều giống nó có lá cái kỳ mờ như này các bác nhá. Đây, lá kỳ mờ, nên các bác nào nhận hàng thì các bác nhìn rất là rõ nó lá là lá kỳ mờ. Đó, nhưng em bán chuồn mặt hoa thì vùng miền các bác. Đó. Thì em giao lưu về, người ta năm ngoái là cái giá trị nó còn rất cao. Hơn nữa là người ta trồng vào cái chậu gỗ nó rất là đẹp. Đó. Nên năm nay thì cái giá trị lan nó thấp mà bây giờ em lấy cả chậu về người ta cũng không cho. Em nói luôn thế, rất là tiếc. Thế nhưng mà đành rằng là em cũng phải lấy cái thân để em chia sẻ cho các bác thôi. Bởi vì một cái chậu người ta cả giá thì người ta đã làm tác phẩm trồng đã tới là nguyên là cái chậu là 200.000 rồi là giá thế. Đấy, thì bán lan thì chẳng em mà tặng lan không à. Đấy, em nói thật thế cho nên là người ta không cho giá thế thì em đành rằng em nhổ lên. Đấy, em tách giá ổn định nhá, 300.000 đồng cho hình số 1. Đó là có hai thân cùng một cụm luôn. Đó, hai thân. Nói đây thì có khi là các bác là cho em nói không phải các bác nào mà có trồng lan thì các bác có đi mua giá thì người ta đã dùng một cái tác phẩm thì các bác cũng biết với cái chậu gỗ rất là đẹp. Đó. Nên là em đành rằng là em phải nhổ lên. Đó. Còn thực sự là em không muốn nhổ, muốn lấy cả chậu. Nhưng mà em có lấy cả chậu về mà lấy được cả chậu về cái quyền tiền ship còn nặng hơn tiền lan. Bởi vì một cái chậu quá to các bạn. Đấy em chia sẻ thực tâm. Nhá. Hình số 1 này 300.000 đồng. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 2. Cũng là một cái chậu này. Đó. Một cái chậu thì nó có hai cái kỳ rồi. Nó hai kỳ nhưng nó là cái kỳ năm thứ 2. Đó, kỳ năm thứ 2 các bác nhá. Đó, hai thân này. Và cái thân này năm nay thì mình đi mầm gốc rồi. Đó. Đó. Em quay này thì các bác nhìn rất là rõ này. Đó, 150.000 đồng. 150.000 đồng. Cho cái cụm này, 150.000 đồng hình số 2. Đó, và bảo hành tuyệt đối cho các bác là cái khuôn hoa ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Nhá. Năm ngoái thì đây là đặc sản của Phú Thọ, vùng miền Phú Thọ mặt hoa khá là đẹp. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 2. À xin lỗi các bác nhé, đây bị nhầm rồi. Hình số 2A vào đây đi. Đây là hình số 2A đi. Có hai hình số 2. Thì các bác lưu ý các bác chốt hàng giúp em này. Em có hai hình số 2, một hình số 2 là ám mắt châu lưng xanh này. Và hình số 2 này là hình số 2A nhá. Đây là cây 5 cánh xanh của Phú Thọ. Đó, dòng này
thì cái thân của nó không có sạch tưng như những cái cây năm cây trắng Hà Tĩnh hay là Phú Thọ. Bởi vì cái này nó vẫn lấm lấm thân, thế nhưng nó là cây năm cánh xanh Phú Thọ. Bác nào đã có hoa tại giò tại nhà rồi thì các bác biết. Em Hùng bán chuồn hàng và chuồn giống nhá. Em nói trước, cái chậu mẹ em ở ngoài kia cũng có kìa. Đó, như cái kia này. Kia này, giống này thân nó rất là to và mập, đẹp. Đó. Kia này, em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng cho hình số 2. Đó, 200.000 đồng. Sau đây em chuyển tiếp sang hình số 3. Hình số 3 thì có một chậu nhưng mà nó hai cái kỳ. Đó, kỳ này là kỳ lớn này. Đó, kỳ này kỳ lớn này. Và một cái kỳ nhỏ hơn là kỳ này. Đó. Cả chậu là có 3, có 2 kỳ. Cùng có 2 kỳ. Đó. Cùng có 2 kỳ. Chậu này em Hùng chia sẻ giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng cho hình số 3. Và bảo hành tuyệt đối chuẩn mặt hoa con giống này là cây năm cánh xanh, bông năm cánh xanh Phú Thọ này. Nhá, các bác nhá. Sau đây em chuyển sang hình số 4 là mặt hàng ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Mặt hàng này dòng bán lá mít các bác nhá. Đó, là cái kỳ này. Kỳ này khi cái mầm gốc nó để lên thì các bác rất là thích cái dòng này. Lá dày, bán lá mít luôn. Nhá. Đó, các bác nào muốn xem hình thức của chậu mẹ thì vào Zalo theo số điện thoại 0972 197255, đó là Zalo của em Nguyễn Mạnh Hùng. Em sẽ gửi những cái chậu mẹ cho các bác coi luôn. Đó. Đó. Hình số 4 này 200.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 5. Cũng là một cái kỳ ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Đó, kỳ này. Đó. Dòng này thân thú to, gốc to, gốc như gốc củ kẹo các bác nhá. Đó với là ám địch quả. Các bác nhìn gốc này nó đi ra mầm gốc to lắm. Đó. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng cho hình số 5. Tiếp theo nữa em chuyển sang hình số 6 là một cái kỳ này. Đó, kỳ này. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là, cho lại cái này đi. Cái này 170.000 đồng. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 170.000 đồng nhé. 170.000 đồng. Đó, 170.000 đồng cho kỳ hình số 6 này. Đó. Và em Hùng sẽ bảo hành tuyệt đối cho các bác cái khuôn hoa ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Mặt bông đây. Đó. Sẽ là nó tối nhỉ. Đó. Bảo hành tuyệt đối là khuôn hoa này các bác nhé. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 8. Thì em lên là cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. À, xin lỗi các bác, là hình số 7 đã. Hình số 7 là một cái cây lá kế sọc phát tài. Đó, lá kế sọc phát tài. Đó, là cái kỳ như này. Kỳ này thì em cũng nói luôn, em Hùng cũng sưu tầm về. Đó, sưu tầm về. Kỳ này nó rơi vào khoảng gần 20 cm, tầm 19 cm các bác nhé. Đó. Thì kỳ này em Hùng giao lưu với các bác là 1.500.000 đồng. Tuy nhiên em Hùng cũng lại nói trước, tại sao cái mặt hàng này mà nó lại đắt như thế này. Em nói thật, trước đây có thể là có những cây em chỉ bán tới giá 500.000, 700.000, nó nhỏ, nó tùy của tùy tiền. Nhưng tại sao mà nó đắt như thế này? Mà bởi vì là em nói luôn này này, em chia sẻ thực tâm, hàng va và hàng này, thật ra hàng này là hàng thật nhất. Hàng thật nhất tại sao mà bây giờ nó vẫn giữ được cái giá trị như này? Bởi vì thứ nhất, cái người bán, em nói thật, nó không vẽ vào đây được đâu các bạn. Không thể nào vẽ được. Đó, thế thì cây thật này nó rất là hiếm. Bây giờ cây HO hay cây Phú Thọ họ bán lừa đảo rất nhiều. Thế tại sao mà nó đi xuống như thế? Đi xuống như thế, những cây nào có thương hiệu thì họ đã từng gắn hoa và ấy người ta bán rồi. Đấy. Thế khi các bác nào em nói đây bỏ đây cũng có khi là các bác không hiểu cho em Hùng trang mạng. Đó, như cái kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 1.500.000 đồng này. Thế tại sao có những cây HO mà bây giờ nó xuống đến có tiền triệu, 800.000, 900.000 có. Đấy, thì các bác hiểu. Thứ nhất là cây này là ít giống này. Cái thứ hai nữa là cái cây này vẫn là cái cây hàng thân lá cơ mà. Thế mà cái HO và Phú Thọ nó là hàng va mà nó còn đi xuống nhiều hơn. Thứ nhất là những cây gì có giá trị thì người dân ta đều
làm kinh tế nhiều về nó. Cái thứ hai, những cây gì mà có thương hiệu thì bọn lừa đảo lại làm lao chỗ đấy, thì các bước biết thì dẫn tới cái nguồn cây hàng va nó đi xuống là như thế đó. Thế còn em Hùng chia sẻ giá thực tâm, em cũng không biết đây là cây người ta nói thì bao giờ nào thì là gì âm dương như ấy, nhưng mà cái cây này thì em không biết, gọi lại là em chia sẻ thực tâm là lá có đây thôi ạ. Đó, kế từ gốc đến ngọn, chứ còn nó rất là nhiều loại kế, có khi kế muộn kế lá mít rồi là nhưng rất là nhiều đấy. Em Hùng chia sẻ giá 1.500.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 8 là một cây năm cái trắng hạt tĩnh. Cây kỳ này dài 30 cm, vì tất cả dòng năm cái trắng hạt tĩnh này cái ngọn đi rất mạnh đó, rất là mạnh, rất là đẹp. Kỳ này rất là khỏe, cây thuần chậu ấm chậu. Chứ các bác mua hàng thì các bác lưu ý nhìn là giá thí này mà mua này, đây là giá thí đã thuần chứ không phải là giá thí họ mới cắm vào hay là em mới cắm vào đây nhá mà mua. Chứ còn những cây có giá trị tiền từ hàng va thì thường thì người ta ít khi người ta mới chọc, nó lên đến đây nó đã ra rẽ rồi là nó phải thuần chậu rồi. Đó, khi này em Hùng chia sẻ giá là 400.000 đồng. Đó, 400.000 đồng cho hình số 8. Đó, 400.000 đồng cho hình số 8. Em chuyển tiếp theo sang hình số 9. Hình số 9 cũng là một cái kỳ này hơn 20 cm. Hơn 20 cm này. Đó, hơn 20 cm. Em Hùng chia sẻ giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng 5 cây trắng hạt tĩnh. Đó, 300.000 đồng. 300.000 đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 là một cái kỳ nó ngắn hơn. Đó, kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 180.000 đồng. Đó, 180.000 đồng cho hình số 10, 5 cây trắng hạt tĩnh. Đó, chuẩn hàng, chuẩn mặt hoa, chuẩn tuyệt đối cho các bác khi các bác đặt niềm tin vào em Hùng. Chứ còn các bác mua hàng cũng lưu ý là cân nhắc trước khi mua hàng, theo dõi đã xong thì mình mua thôi nhá, đâu cũng thế. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 11, cũng là một chậu 5 cây trắng hạt tĩnh. Chậu này nó có 2 mầm, nó có 2 kỳ, nhưng kỳ này nó ngắn hơn, nó cũng chỉ bằng 2 kỳ như này, nhưng nó là 2 kỳ. Để các bác nhìn này, cái thân của hạt tĩnh nó rất là to, dòng này rất là to. Đó, kỳ thuần chậu 2 kỳ này, em Hùng chia sẻ giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng cho 2 kỳ này, 300.000 đồng. Đó, và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa 5 cây trắng hạt tĩnh này. Đó, đây là khuôn hoa 5 cây trắng hạt tĩnh. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 thì em chỉ có duy nhất một cái kỳ, gọi là kỳ 5 cây trắng đại tướng. Đó, 5 cây trắng đại tướng là kỳ này, thân trong vắt. Em nói thật, kỳ này thường là họ bán sang Bạch Tuyết. Đó, thế nhưng nhà em Hùng là mặt hàng nào đi mặt hàng đấy này. Đó, 5 cây trắng đại tướng, bảo hành từ A đến Z, từ mm đấy các bác luôn. Đó, và cái kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng cho hình số 12. Đó, đó, kỳ này. Đó, 350.000 đồng. Và các bác coi cái khuôn hoa 5 cây trắng đại tướng. Đó, bảo hành tuyệt đối, khuôn hoa 5 cây trắng đại tướng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng khác là em lên 2 chậu 5 cánh trắng chư mô rê. Đó, 5 cánh trắng chư mô rê, vì mỗi một chậu là trồng 2 thân đó nhá. Và dòng này là thân nó không to, em nói luôn là thân nó không to, và thân nó vẫn còn lấm, nhưng nó không có sạch tinh như những cái hàng khác, em nói luôn thế. Mỗi cái kỳ này nó dài hơn 30 cm, một chậu này dài hơn 30 cm, chuẩn mặt hoa tuyệt đối cho các bác. Đó, đó, cả chậu là 2 cây. 2 cây này em Hùng chia sẻ giá là 500.000 đồng cho chậu 2 cây này. 500.000 đồng. Đó, quay xa các bác coi này, 500.000 đồng. Nếu các bác lấy 1 cây thì em có thể em tách ra, nhưng là 250.000 đồng đó nhá, là em phải tách, bởi vì cái này đã trồng vào một chậu rồi. Đó, 500.000 đồng
Tiếp theo nữa là em chuyển sang hình số 14, cũng là hai cây, trồng hai cây một chậu này. Cây này nó rất là dài và những cái cây này năm nay ra hoa, vì dòng này nó rất dễ ra hoa các bác nhé. Năm cây trắng chim bo đây, đấy, 2 này, 4 này, mỗi thân 60 cm, 60 cm, đó, cái thân nó còn lấm này, nó cũng mờ mờ kiểu này, đó, 600.000 đồng cho hình số 14. Và em cho các bác coi thăm cái cá cái giò mẹ này. Đây là cái chậu mẹ luôn, nhưng mà hiện tại là cái mùa xuống lá, mùa xuống lá này, đó, nó xuống mất lá rồi này, nhưng năm nay nó ra hoa. Không quan trọng về cái lá này, với em những cái cây mà em làm kinh tế thì để còn lá thì nó còn thẩm mỹ, nhưng mà khi nó xuống lá này thì nó ra hoa này, thì nó ra hoa này, đó. Đây là cả cái chậu mẹ luôn, thì thân nó không được to đâu, em nói luôn thế. Nếu như người ta bán năm cái trắng chưa mô đây mà to đùng, thân to đùng thì không bao giờ là năm cái trắng, em nói thật. Đấy, đây cả cái chậu to luôn. Đấy. Và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa này. Đây là khuôn hoa năm cái trắng chưa mô đây này. Thân mẹ thì bé thôi, thế nhưng mà cái mặt bông thì quá đẳng cách, khuôn hoa quá to này. Đó, bảo hành tuyệt đối cho các bác cái khuôn hoa này, năm cái trắng chưa mô đây này. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 15. Em lên cây năm cái trắng HO này. Năm cái trắng HO này. Đó. Năm cái trắng HO. Cây này nó rơi khoảng 13 đến 14 cm rồi các bác nhá. 13 đến 14 cm rồi. Em không có đo đâu nhưng mà khoảng đấy rồi. Đó. Đó. Cây này em Hùng chia sẻ giá là 1 triệu đồng cho hình số 15. 1 triệu đồng cho hình số 15. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 16. Cũng là một cái kỳ 5 cái trắng HO. Đấy, cái đốm ruồi này, đây là chuẩn 5 cái trắng HO này, lá phải bóng các bác nhá. Để các bác nắm nhìn cây các bác nắm được. Tuy lá nó thế này thôi, không sao cả. Đấy, vì sau khi lá già nó HO nó dễ lá như này lắm. Đó. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 1 triệu đồng. Cây này thắt ngọn thân rất mập rồi. Đó. 1 triệu đồng cho hình số 16. Em chuyển tiếp sang hình số 17. Hình số 17 cũng là một cái cây 5 cái trắng HO này. Đó. Cây này cũng hơn 10 cm. Tầm 12 cm các bác nhá. Khoảng 12 cm. Đó. Cây này em Hùng chia sẻ giá là 900.000 đồng. 900.000 đồng. Em chuyển tiếp theo sang hình số 18. Cũng là một cái cây 5 cái trắng HO này. Đó. Khi này em Hùng chia sẻ giá là 900.000 đồng, 900.000 đồng 5 cái trắng HO. Em chuyển sang hình số 19, cũng là một cái kỳ 5 cái trắng HO. Đó, kỳ này gốc rất to khỏe. Đó, bộ gốc này rất là to. Đó, rất to và khỏe. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 900.000 đồng. Đó, và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa 5 cái trắng HO, bảo hành chuẩn tuyệt đối khuôn hoa 5 cái trắng HO này. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 20. Hình số 20, đây là cây 5 cái trắng Phú Thọ. Và các bác cũng không lạ gì cây 5 cái trắng Phú Thọ này. Đó, bảo hành chuẩn tuyệt đối các bác 5 cái trắng Phú Thọ. Đó. Cây này dài 30 cm. Đó. Em Hùng chia sẻ giá là 650.000 đồng. 650.000 đồng cho kỳ này. Đó, 650.000 đồng cho kỳ này. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 21. Em lên một chậu này hai kỳ. Đó, một chậu nhưng hai kỳ. Rất là mập và béo đẹp. Đó, chấm hết luôn, quá đẹp. Đó. Em chia sẻ 450.000 đồng. 450.000 đồng cho một chậu hai kỳ này. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 22. 22 em lên một cái chậu. Chậu này hơn 20 cm. Hơn 20 cm. Đó. Em chia sẻ giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng cái này. Đó. Và em chuyển sang hình cuối cùng là hình số 23. Là một cây 5 cái trắng Phú Thọ. Đó. Cây này em Hùng chia sẻ giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Đó.
và em bảo hành tất cả mặt hàng con giống nhà em là chuẩn mặt hàng, chuẩn mặt hoa, chuẩn con giống. Những bác nào mua HO, những cái cây mà khá khá tiền thì em đều viết giấy bảo hành và quay video cho các bác. Thì những cây này có thể em viết được hết, nhưng mà nó ít tiền em đã mất thời gian, và các bác nhìn các bác biết là cây nó có những cái thỏ bề xin lai nó rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái cây này phân khúc trước nó rất là cao, nhưng bây giờ là giá trị nó cũng xuống, cho nên là những cái hàng này, cái cánh mà bán nhú nhú nhăng là người ta không bán hàng này nữa. Em nói luôn thế, người ta chuyển thành Yên Thúy, từ Yên Thúy trở ngược rồi. Đấy, nên là em Hùng cũng mong muốn tất cả các bác trước khi mua hàng nên cân nhắc trước. Đó, thì em lên 23 đơn hàng, em Hùng cũng đã giới thiệu xong cuối cái video. Cũng như thường lại cho em Hùng xin gửi lời chào lời chúc tết toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Em chào tạm biệt các bác.